trên thế giới người Armenia biểu tình chống lại hành động bạo lực của người Azerbaijan. Sau 9 tháng hôn mê, cô gái tỉnh giấc sau khi nghe giọng của Toti Tại Việt Nam, bắt khẩn cấp hung thủ giết người ở Hưng Yên. Bắc Cạn, nhân viên bưu điện bị tố lừa gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao. Hàng trăm chủ điện bị gãy trong bão số 5 được kiểm định đúng quy trình. Mất tiền khi mua trang sức vàng non trên thị trường. Cảnh báo virus Emotet tấn công hệ thống máy tính doanh nghiệp. Lạng Sơn, 3 người hôn mê, một người ngừng thở vì ăn hoa lạ hình quả chuông. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 9, thì hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Azerbaijan để phản đối hành động xâm lược của người Azerbaijan. Vào ngày 27 tháng 9, thì Azerbaijan đã phát động một cuộc tấn công quân sự vào Nagorno Karabakh, còn được gọi là Assas, cuộc biểu tình do Liên đoàn Thanh niên Armenia tổ chức. Thưa quý vị, khi kiểm tra tổng thiệt hại do cháy rừng xảy ra đối với nhà máy rượu Castello di Amoroso của mình ở vùng rượu Vang Lapa Valley, bang California, Mỹ, chủ nhà máy rượu Dario Sastut gọi đây là một tổn thất hoàn toàn. Vào đêm chủ nhật, ngọn lửa từ đám cháy Glass đã phá hủy toàn bộ nhà máy rượu của ông, từ buồng chứa rượu, phòng lên men, cơ sở đóng chai và các văn phòng tại nhà máy rượu Castello di Amorosa. Đám cháy chỉ ở góc nhỏ này của mái nhà. Khi hay tin thì tôi đã chạy xuống và nhìn thấy một chiếc xe cứu hỏa. Nhưng khi họ hoàn tất các thủ tục cứu hỏa thì tòa nhà đã bị thiêu rụi khá nhiều. Tôi đã đặt cả trái tim và tâm hồn vào dự án mà chúng tôi đã mất gần 15 năm để xây dựng. Lâu đài của tôi, giấc mơ của đời tôi. Trận cháy Grad đã phá hủy 80 ngôi nhà và 32 công trình kiến trúc khác trên khắp bang California của Mỹ. Thưa quý vị, một vườn nho ở bang California, Mỹ đã huy động nhân viên và bạn bè để giải quyết đám cháy đang đe dọa tài sản ở xứ sở rượu vang vào hôm 29 tháng 9. Hầu như tất cả tài sản của nhà máy rượu vang Barnett Vineyard ở St. Helena đều bị bốc cháy, nhưng may mắn là được phát hiện kịp thời, được nhân viên và bạn bè cũng như những người ứng cứu. Khoảng 80.000 người ở các quận Napa và Soloma đã được đưa đi sơ tán. Quý vị thân mến, theo những hình ảnh từ một cảnh quay bằng máy bay không người lái được thực hiện vào hai ngày ngày 22 và ngày 23 tháng 9 cho thấy đám cháy đang bùng lên khắp các khu rừng và bụi rậm của khu vực, để lại những đám khói dày đặc. Cháy rừng đang bùng cháy ngoài tầm kiểm soát ở các ngọn đồi và vùng nông thôn ở tỉnh Córdoba, miền trung Argentina lính cứu hỏa đã làm việc tích cực để kiểm soát các đám cháy, phun nước gần nhà, thả nước từ trực thăng và máy bay để ngăn chặn sự lan rộng của ngọn lửa. Theo các phương tiện truyền thông địa phương thì khoảng 16.000 ha, tức là khoảng 39.537 mẫu anh đã bị đốt cháy trong tỉnh trong những ngày gần đây. Quý vị thân mến, chuyện lạ khó tin nhưng chỉ bằng một giọng nói huyền thoại của AS Roma, Francesco Totti đã giúp cho một cổ động viên 19 tuổi tỉnh dậy sau cơn hôn mê bởi một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ilenia Matili đã phải nhập viện từ tháng 12 năm ngoái sau một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng người bạn thân của cô. Riêng Matili thì bị thương nặng và hôn mê. Trước đó cô là một cầu thủ bóng đá của đội bóng nữ Lazio nhưng rất hâm mộ Totti. Nhận được đề nghị từ cha mẹ cô, Totti đã ghi lại một tin nhắn video động viên gửi đến cô gái trẻ là đừng bỏ cuộc cách đó vài tháng. Các bác sĩ cho biết Martili đã phản ứng rất tích cực với giọng nói của cựu đội trưởng Roma và dần tỉnh dậy sau 9 tháng hôn mê. Sau khi hay tin thì Totti đã lập tức đến thăm cô gái và chia sẻ với các nhà báo sau cuộc gặp kéo dài hơn một tiếng rưỡi rằng cô ấy mỉm cười với tôi, ôm tôi và bắt đầu khóc. Rất vui khi được gặp lại Ilenia. Khi cô ấy xuất viện chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Giáo sư thần kinh học Luca Paudua ca ngợi hành động ý nghĩa của danh thủ 43 tuổi là một phần thúc đẩy tinh thần nữ cầu thủ tuổi tin chiến đấu với tử thần và cho biết dù đã tỉnh lại nhưng Ilenia vẫn ở giai đoạn đầu của chặng đường dài hồi phục. Mời quý vị đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tối ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1968, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra thì đối tượng Hưng khai nhận có mâu thuẫn với anh Lê Anh Dũng và chiều ngày 25 tháng 9, Hưng đến trang trại gặp Dũng và hai người đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co thì Hưng đã dùng hung khí đâm chết anh Dũng. Trước khi bị công an bắt giữ thì Hưng đã tự sát nhưng bất thành. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục đánh. Đấu tranh và làm rõ. Thời gian vừa qua thì hàng chục người dân xã Bằng Thành, huyện Bắc Nặm, tỉnh Bắc Cạn đã bị một nhân viên bưu điện văn hóa xã cò mồi quảng cáo gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao để lừa đảo. đối tượng này đã lợi dụng lòng tin của các bị hại để tiếp tục lừa đảo bị hại. họ hàng thân thích của bị hại gửi tiền cho đối tượng với lãi suất cao hơn ngân hàng. nhiều người đã bị lừa mất số tiền cả trăm triệu đồng. đây là một số tiền lớn với người dân vùng cao khó khăn. sự việc chỉ bị phát hiện khi một số nạn nhân đòi tiền gốc nhưng đối tượng lừa đảo không trả được. hiện công an huyện Bắc Nặng đã vào cuộc, sổ sách, giấy tờ, phiếu yêu cầu mở sổ tại ngân hàng của các nạn nhân hiện đã được cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy khiến hai người thương vong. Trước đó, một xe container có kéo theo rơ móc đang đi trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam đến đoạn qua địa phận xã Cẩm Thành thì bất ngờ tông trúng cụ ông 73 tuổi cụ ông này đang đi xe máy đi từ trong ngõ đi ra quốc lộ sau đó xe container tiếp tục lao sang làn đường đối diện và va chạm nhẹ với một chiếc xe máy chạy ngược chiều do người phụ nữ điều khiển sự việc chỉ dừng lại khi chiếc xe lật nghiêng giữa đường sau cú đâm sập mảng tường sân nhà của một người dân hậu quả vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong tại chỗ người phụ nữ bị gãy chân còn tài xế lái xe container thì bị thương nhẹ hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân Liên quan vụ hàng trăm trụ điện gãy đổ ở miền Trung trong bão số 5 vừa qua, đơn vị kiểm định chất lượng sản phẩm là chi nhánh công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng Incosap tại Đà Nẵng cho biết, việc kiểm tra chất lượng trụ điện đã thực hiện đúng quy trình và quy định. Tuy nhiên, đơn vị này cũng cho rằng việc trụ điện bị gãy liên quan đến nhiều yếu tố như thiết kế, chất lượng sản phẩm, thi công trong tất cả quy trình trên thì Incosap chỉ tham gia ở khâu kiểm định những chỉ tiêu mà nhà sản xuất yêu cầu thể hiện trong hợp đồng kinh tế nếu sai sót về khâu kiểm định của đơn vị công ty sẽ chịu trách nhiệm đơn vị này không tham gia giám sát thiết kế thi công nên chỉ chịu trách nhiệm những vấn đề được yêu cầu kiểm định trách nhiệm vụ việc hàng trăm trụ điện gãy đổ một lần nữa lại tiếp tục được xem xét nghiên cứu trong khi những tổn thất của vụ việc này đang làm hàng trăm hộ dân phải khốn khổ Trước diễn biến phức tạp và nhận định về lượng mưa từ nay đến cuối năm 2020 thì công ty thủy điện Lai Châu và nhiều đơn vị vận hành hồ chứa đang phải mở cửa xả qua tràn để bảo đảm an toàn phòng chống lũ. Theo đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương có liên quan phải chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản. Hiện thủy điện Lai Châu đang phải mở một cửa xả qua tràn với lưu lượng 96 m khối một giây dù lưu lượng xả tràn không quá lớn tuy nhiên sẽ có ảnh hưởng biến động đến mực nước sông đà trong những ngày tới ngoài hồ thủy điện lai châu trước đó công ty thủy điện hòa bình cũng đã mở một cửa xả đáy Ngày 30 tháng 9 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công xây dựng 3 dự án thành phần của đường cao tốc Bắc Nam gồm đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây bằng vốn công. Tại buổi lễ thì Thủ tướng yêu cầu không làm ẩu, làm dối các dự án này. Thủ tướng lưu ý các đơn vị thi công và nhà thầu phải rút kinh nghiệm sai sót trong dự án đường cao tốc Đà Nẵng và Quảng Ngãi để bảo đảm các dự án đường cao tốc Bắc Nam có chất lượng và tiến độ tốt không được làm ẩu làm dối để công trình tai tiếng sau khi khánh thành để làm được vậy thì thủ tướng yêu cầu không được bán thầu chia nhỏ gói thầu cho nhiều thầu phụ để ăn tranh lệch phải đảm bảo chất lượng vật liệu không làm sai tiêu chuẩn thiết kế để các đường cao tốc là công trình kiểu mẫu đơn vị nào làm sai sẽ bị xử lý nghiêm những ngày gần đây thì nhiều người dân ở vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Long An đang ồ ạt bán ao nuôi cá cha, thua lỗ cho người khai thác đất hầm. Việc khai thác đất mặt, mặt hầm trên đất nông nghiệp là trái quy định pháp luật. Thế nhưng chính quyền địa phương này vẫn chưa có giải pháp xử lý rốt ráo. Trước đây khi thấy nuôi cá cha bột có lời thì nhiều cư dân vùng Đồng Tháp 10 ùn ùn đào ao nuôi cá, bất chấp đó là ruộng. Nhưng sau một thời gian nuôi bị lỗ, người thì bán ao, người thì lấp ao để trồng lúa. Mỗi ngày có hàng chục ghe sắt đậu dọc theo bờ kênh để chờ chở đất hầm khai thác từ đây, đưa về An Giang bán cho các lò gạch. Thế nhưng khi đặt vấn đề xử lý tình trạng khai thác đất hầm trên địa bàn, chính quyền cấp huyện đã trả lời đây là trách nhiệm xử phạt vụ này thuộc thẩm quyền của tỉnh. Còn theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An, việc xử lý sẽ do cấp huyện. Từ đầu năm đến nay thì bình quân mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.000 doanh nghiệp chết lâm sàng hoặc giải thể, con số này được tính sau khi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố. Tính đến thời điểm này thì đã có hơn 24.400 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Như vậy, so với hơn một tháng trước thì số doanh nghiệp bị giải thể, ngừng hoạt động đã tăng thêm 3.400 doanh nghiệp. Điều này kéo theo hàng chục ngàn lao động mất việc, giảm nguồn thu ngân sách. Theo đó thì trong 8 tháng đầu năm, thu ngân sách của thành phố chưa đạt tới 54% dự toán năm 2020, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm 2019. Thời gian gần đây, một ứng dụng mang tên tài lộc 888.com đã liên tục quảng cáo về việc người chơi có thể làm giàu nếu tham gia mua hàng hộ hay còn gọi là giật đơn trên ứng dụng này. Đã có nhiều khách hàng mất tiền khi ứng dụng bất ngờ bị sập, không thể truy cập được. Theo đó, ứng dụng này được quảng cáo là app quét đơn mua hàng hộ cho khách hàng tại Shopee, Lazada, Tiki, Amazon. Trong các clip tự quảng cáo, đây là một hệ thống chi phối đơn hàng cho hàng nghìn thương gia, giúp các thương gia cung cấp đơn đặt hàng, thu về hàng tỷ tiền hoa hồng. Để giật đơn và lấy hoa hồng, người tham gia phải bỏ tiền thật để mua các gói tham gia từ gói sơ cấp đến gói VIP. Tuy nhiên, thì theo đại diện của Shopee, quảng cáo này không đúng sự thật và Shopee không ký hợp đồng gì với ứng dụng tài lộc 888. Qua đây, các khách hàng nên thận trọng với các chiêu thức tương tự, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư giao dịch. Mời quý vị đến với phần tin cảnh báo. Hiện nay trên thị trường các trang sức được gọi là vàng non được bán rầm rộ nhưng khách hàng lại gặp rủi ro nhiều hơn là lợi nhuận khi mua sắm các sản phẩm này. Theo đó, các sản phẩm vàng non này được ra bán trên thị trường với giá vài trăm nghìn một bộ sản phẩm, rẻ hơn rất nhiều so với vàng thật. Thực tế, sản phẩm đó chỉ được mạ một lớp vàng rất ít. Hơn nữa, khi sử dụng trang sức này, mồ hôi cơ thể ra hay những chất bên ngoài môi trường tác động sẽ gây oxy hóa, ngấm vào da thịt, và khi đem các trang sức vàng non này đi nung chảy, đo độ vàng thì bất ngờ kết quả kiểm định chỉ có 3,3% hàm lượng vàng thật. Thời gian gần đây, nhiều hệ thống máy tính doanh nghiệp đang bị tấn công bởi một loại virus lạ có tên là Emotel. Đây là một loại virus được đánh giá là rất nguy hiểm với nhiều biến thể. Theo công ty an ninh mạng VNetwork, virus Emotel lây lan chính thông qua email. Với các nội dung như thanh toán hóa đơn, chi tiết thanh toán, các email có file đính kèm dạng chấm đốc hoặc URL. Khi tải file về thì virus sẽ xâm nhập hệ thống máy tính, lấy cắp thông tin, thu thập email, mã hóa tổng tiền, tất cả đều được điều khiển từ xa. Emotet đặc biệt nguy hiểm với thiết bị sử dụng phần mềm mail như là Outlook. Chỉ trong một tuần trên hệ thống email bảo mật Receiver đã ngăn chặn hàng triệu email nhiễm virus, email giả mạo do Emotet gây ra. Theo đó, chuyên gia cảnh báo doanh nghiệp cần sử dụng các hệ thống bảo mật email để bảo vệ thông tin và tránh rủi ro về kinh tế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn hoa chuông. Cả 3 bệnh nhân nhập viện với các dấu hiệu hôn mê, kích thích vật vã, tím tái, suy hô hấp, ngừng thở. Gia đình các bệnh nhân cho biết trước đó các nạn nhân lên rừng thì thấy một loại hoa hình giống như chiếc chuông, có màu vàng, rủ xuống nên hái về xào ăn. Sau ăn khoảng 5 tiếng, cả ba người cũng có dấu hiệu hôn mê, gọi hỏi không trả lời nên được người nhà đưa vào viện. Tại đây các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu bệnh nhân theo phác đồ độ chống độc như là rửa dạ dày, dùng than hoạt tính, hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp. Có một bệnh nhân nam do suy hô hấp nặng, ngừng thở nên phải thở máy. Theo Cục An toàn Thực phẩm, cây hoa chuông có chứa thành phần scopolamin, chất độc bảng A, có thể gây kích thích hệ thần kinh trung ương, dẫn đến rối loạn, chi giác, kích thích, hôn mê và co giật. Người bị nhiễm độc nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong thưa quý vị là một loại gia vị không thể thiếu cho mỗi gia đình muối ăn rất cần thiết đối với cơ thể nhưng ăn thừa muối lại là nguyên nhân chính gây nên nhiều căn bệnh nguy hiểm và càng ngày càng có nhiều người mắc các bệnh liên quan vì sử dụng quá nhiều muối theo số liệu thống kê, mức tiêu thụ muối trung bình của người trưởng thành Việt Nam cao gần gấp 2 lần mức khuyến cáo của WHO. Ở nước ta, cứ 5 người trưởng thành thì có một người tăng huyết áp, cứ trong 3 trường hợp tử vong thì có một trường hợp là do các bệnh tim mạch. Và tình trạng người dân ăn nhiều muối là nguyên nhân quan trọng góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp và tử vong do các bệnh tim mạch này. Vì vậy, người dân cần thực hiện điều chỉnh lại việc sử dụng muối trong sinh hoạt, ăn uống hàng ngày nhằm giảm tải nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.